Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Sum Car Vlog. Hôm nay thì Johnny đang có mặt tại showroom mà siêu xe và xe siêu sang đỉnh bậc nhất tại Việt Nam các bạn nhé. Hôm nay thì mình đang có mặt tại VOV Supercar và đây là showroom mới của VOV Supercar tại Hà Nội. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn chiếc Bentley Bentayga với ngoại thất màu cực kỳ hiếm tại Việt Nam. Như anh em quan sát đây, quả màu phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn, và anh em giới trẻ hay gọi cái màu này gọi là màu trắng sữa hay là trắng trà sữa ấy. Đó, các bạn nhìn quan sát đây, chiếc Bentley Bentayga V8 4.0 lít và là thuộc phiên bản First Edition các bạn nhé. Các bạn nhìn ngoại thất này, đẹp cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Anh em để quan sát cái màu trắng sữa của em nó, mình nói là đây, đi một vòng thì các bạn chiêm ngưỡng này. Đó, thiết kế đã đẹp rồi. Chiếc này thì còn có quả màu ngoại thất đỉnh của đỉnh luôn. Đây có lẽ là một trong những màu ngoại thất tùy chọn các bạn nhé, không phải là tiêu chuẩn trên những chiếc Bentley Bentayga đâu. Đó, anh em quan sát. Ngoài cái màu sắc rất đặc biệt của chiếc Bentley Bentayga này thì anh em có thể quan sát thấy những cái chi tiết thiết kế nó vẫn rất quen thuộc nhé. Cái lưới tản nhiệt đặc trưng của Bentley làm từ kim loại mạ chrome, các bạn nhìn, làm từ kim loại mạ chrome và được đánh bóng sáng. Nhìn các bạn thấy, quan sát thấy là nó đẳng cấp rồi. Ngay tại vị trí này chúng ta sẽ thấy có camera trước trong hệ thống camera 360 độ này. Và trên nắp capo ở đây có cái logo cánh chim bay của Bentley rất là nổi tiếng luôn. Chính giữa có chữ B các bạn. Đó, tiếp theo đây, cái điểm mà mình cực kỳ yêu thích trên những chiếc Bentley đó chính là cái cụm đèn pha. Anh em thể quan sát trên chiếc Bentley Bentayga này, quả đèn pha này thì nói anh em nhìn phát là phải nhắc đến ngay, bởi vì nó là thiết kế đỉnh nhất trong giới ô tô hiện tại rồi. Các bạn nhìn vào bên trong, các bạn nhìn thực tế bên trong sẽ thấy các cái đa giác góc cạnh ấy, thiết kế theo phong cách thủy pha lê các bạn nhé. Những cái góc đa giác mình không biết miêu tả nó như thế nào, tuy nhiên các bạn phải nhìn thực tế nó rất đẹp luôn. Và chính tâm của cái cụm đèn pha này là một bóng led cực lớn, gọi là bóng led cực lớn, và xung quanh nó như thể là những cái chi tiết được trang trí trong những cái hoàng cung ở Anh đó các bạn. Đó, đây được các bạn nhé, đẹp hai cụm hai bên luôn các bạn nhé. Đây, tiếp theo phần tổng thể phần đầu xe như mình đã vừa giới thiệu đó các bạn, rất nhiều các chi tiết kim loại mạ chrome và cụm đèn pha phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Phía dưới cái nắp capo của chiếc Bentley Bentayga V8 4.0 lít này là khối động cơ 4.0 lít tăng áp các bạn nhé, V8, và công suất tối đa là 542 mã lực và mô men xoắn cực đại là 770 Nm. Đó, sức mạnh dành cho chiếc Bentley Bentayga V8 phiên bản First Edition này. Tại Việt Nam hiện nay thì tất cả các những chiếc Bentley Bentayga đời 2021 về Việt Nam đều sử dụng động cơ này các bạn nhé, chưa có phiên bản Speed dùng động cơ V12 6.0 lít nào. Đó, tiếp theo ở đây ta sẽ quan sát sang hai bên đi. Đây, phải nói là cái màu này nhìn góc nào các bạn thấy đẹp luôn. Bộ mâm của phiên bản First Edition này cũng là mâm 22 inch các bạn nhé, 5 chấu, và các bạn nhìn được sơn bên ngoài phủ bóng mạ chrome nhìn sáng, và các bạn đi nhìn cái bộ mâm này nó xoay đẳng cấp cực kỳ luôn. Chính giữa thì có logo của Bentley, phanh đĩa khá là to bên trong, và cùng phanh màu đen có dòng chữ Bentley màu trắng. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ có logo chữ B cách điệu làm từ kim loại mạ chrome này. Phía dưới này thì chúng ta có logo V8 này và một cái nẹp kim loại chạy xuyên suốt hai bên thân xe các bạn nhé. Đó, gương chiếu hậu cũng được sơn trùng màu ngoại thất và có một cái dải đèn led, dải đèn led xin nhan đó các bạn. Phía dưới thì chúng ta sẽ có camera hai bên trong hệ thống camera 360 độ, và khi mình mở cửa ra thì đây các bạn quan sát. Mình mở cửa ra thì các bạn nhìn thấy không? Đó, logo Bentley được chiếu sáng xuống dưới đất, nhìn đã thấy quyền lực rồi các bạn nhá. Và các bạn thể quan sát tổng thể cái khoang cabin và nội thất của chiếc này được bọc da đẹp, bọc da màu da bò các bạn nhá, đẹp cực kỳ. Và những cái vân gỗ này, những cái veneer gỗ này các bạn nhìn, wow, những cái đường vân nhìn cực kỳ đẹp luôn. Mình không nhớ chính xác cái tên của cái veneer này là gì, tuy nhiên các bạn nhìn thấy đó là một cái lát gỗ tự nhiên và được lắp vào đây, sau đó được đánh bóng ở bên ngoài các bạn nhé. Đó, đánh bóng thủ công và nhìn đã thấy sự đẳng cấp rồi. Phía dưới đây chúng ta có một cái nẹp kim loại mạ chrome này các bạn này. Đó, có cái nẹp kim loại mạ chrome này. Và phía dưới này chúng ta có một cái đèn viền nội thất ở phía dưới này. Đó, cái đèn light nhìn sáng chưa? Đó là cái phần thành cửa các bạn nhé. Hệ thống loa nêm này, một những thương hiệu loa rất là quen thuộc trên những chiếc Bentley rất nhiều đời rồi. Ghế lái thì có nhớ hai vị trí, nó sẽ được cài đặt ở trong này các bạn này. Đó, cài đặt trong này. Rồi, đóng cái cửa này lại và chúng ta sẽ ra phần phía sau. Cửa thì cũng là cửa hít các bạn nhé. Đây, cái phần phía sau của chiếc Bentley này đã được thiết kế mới đấy. Nguyên cái bề mặt này đã được thiết kế mới rồi các bạn nhé. Đó, cái bề mặt này đã được thiết kế mới, và đặc biệt là cái nền tông các bạn này, nó được tinh chỉnh lại so với đời cũ. Và các bạn nhìn đi, nó thiết kế dạng 3D
được làm dẹp hơn, có cái ốp kim loại mạ chrome bên ngoài và được làm 3D. Các bạn nhìn nó đẳng cấp chưa? Đó, các bạn nhìn thực tế, phải nói là cái đèn pha và đèn hậu của Bentley, các bạn nhìn thực tế thì các bạn sẽ thấy nó đẳng cấp như thế nào nhé. Với phiên bản B8 thì cái ống xả sẽ là ống xả kép đây, các bạn, ống xả kép nhé, và được chia ở giữa này. Cái chụp đầu ra được làm từ kim loại mạ chrome. Phía ốp cản này, ốp cản này thì có được sơn màu đen, và đây là cái nhựa các bạn nhé, nhựa màu đen nhưng mà là nhựa chất lượng cao chứ không phải chất lượng thấp đâu. Ngay cả cái phía dưới này, đây các bạn nhìn này, đây là cái điểm cuối cùng của cái ốp kim loại mạ chrome hai bên thân xe, và nó vòng ra tới đây các bạn nhé. Phía sau thì các bạn thấy quan sát được 1, 2 đó, rất nhiều cái cảm biến ở phía sau, và có camera lùi được đặt thấp này. Camera lùi được đặt thấp tiếp ở dưới đây này, ngay phía trên cái pad gắn biển số nhé. Với Bentley đời mới thì đều có chữ Bentley gắn tại phía sau này và logo Bentley. Cái logo này nó còn đóng một chức năng nữa, đó là mở cốp. Các bạn ấn thì nó sẽ mở lên. Đó là cái cốp chứa đồ. Cốp chứa đồ rất rộng luôn. Nó đang là cái ni lông bọc ghế đó các bạn. Và mình đang để đây có cả bạt tre luôn. Và đây thì chúng ta có một cái hộp phụ kiện của Bentley các bạn. Cái cốp chứa đồ này các bạn được bọc vải nhé, bọc vải nhung và sờ rất là mềm luôn. Các bạn yên tâm là các bạn để đồ lên đấy không bao giờ xước hay là như thế nào cả, rất yên tâm. Đây có một cái bề mặt ốp gỗ đây nữa này, và mở điện thì tất nhiên chiếc này cũng sẽ được đóng điện. Đó, đóng điện và cũng rất nhẹ nhàng thôi, các bạn nghe đâu rất nhẹ nhàng luôn. Phía trên này thì chúng ta có một cái cánh nước gió nữa này, cánh nước gió tích hợp với đèn phanh, có vây cá mập phía trên, và chiếc này thì cũng có hai cái thanh dây trên mái các bạn nhé, hai cái thanh dây trên mái. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ vào khám phá nội thất. Bây giờ chúng ta sẽ vào không gian hàng ghế thứ hai trước rồi nhé. Vào hàng ghế thứ hai. Mở cửa này. Ngay tại cái cửa phía sau cũng có logo Bentley phát sáng chiếu xuống dưới này. Đó, các bạn nhìn không? Đẹp nhỉ? Bậu cửa này các bạn này. Đó, bậu cửa cũng có chữ Bentley phát sáng được gắn trên một cái nẹp kim loại mạ chrome bạn nhé. Cửa sau thì cũng được bọc da màu da bò này. Ốp gỗ tự nhiên ở đây này. Và phía dưới này cũng có cái đèn viền nội thất, tất nhiên là vẫn có loa nêm các bạn nhé. Còn đây là toàn bộ cái không gian hàng ghế thứ hai, và anh em để quan sát này, toàn bộ không gian hàng ghế thứ hai trên chiếc Bentley Bentayga phiên bản First Edition. Hiện tại thì mình đã có mặt bên trong cái khoang sau của chiếc Bentley Bentayga các bạn nhé. Khoang này thì thường dành cho các ông chủ, và mình cũng ngồi ngay tại vị trí của ghế ông chủ luôn. Đây, mình cao 1m65 và ngồi lọt thỏm bên trong cái ghế này các bạn ạ. Không gian cũng rất là rộng luôn, khoảng giữa chân thì miên man. Và ngay cả cái dưới gầm ghế đây các bạn này, gầm ghế này nó cũng được làm trống này, các bạn có thể đút được chân đây. Nếu như các bạn nào cao 1m9 hay 2m ấy, chân dài các bạn thể đút xuống dưới sẽ có khoảng giữa chân thoải mái hơn. Ở trước mặt mình đây thì chiếc này không được trang bị màn hình các bạn ạ, mà được trang bị một cái bàn, một cái bàn để đồ, hoặc là các bạn có thể để điện thoại hoặc là những cái đồ ăn đồ uống các bạn không bỏ ở đây. Bề mặt này thì là bọc vải các bạn nhé, xin lỗi các bạn, bề mặt này thì là bọc da. Còn đây các bạn có quan sát gần hơn này, bề mặt bọc da và cái mặt bên ngoài được ốp gỗ. Đó các bạn nhìn, gỗ tự nhiên nó giống như trên cái thành cửa mình đã giới thiệu với các bạn rồi đấy. Đó, các bạn không dùng đến thì các bạn gập vào rất là gọn luôn. Nhìn nó cũng như một chi tiết trang trí, trông rất là đẹp. Cửa sổ trời thì xuất hiện ở trên này các bạn này. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh luôn các bạn nhé. Và nó cũng được dán một lớp để tránh nắng, ánh nắng, cũng như nó tránh chiếu một cái lượng ánh sáng quá lớn vào trong khoang cabin. Ở vị trí đây thì chúng ta sẽ có một cái bệ tịt tay. Chiếc này thì chỉ có bệ tịt tay và hai khay để cốc nằm ở chính giữa thôi. Đây các bạn có thể tịt tay đây, và giữa thì vẫn để cốc hoặc là để nước ở đây được các bạn nhé. Ở phía bên này, vị trí này thì chúng ta có cửa gió điều hòa và hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập phía sau. Đây là một cái tab này các bạn này. Đó, các bạn có thể lấy nó ra nhé, các bạn ấn vào đây thì nó sẽ nhô ra và các bạn cầm ra như này. Sau đó các bạn có thể sử dụng như này, cầm như một chiếc điện thoại. Đó, các bạn có thể bấm điều chỉnh được. Ở trên này thì điều chỉnh được climate này, seat này, light này, lighting này, car setting này. Ví dụ mình vào seat này, xem mình cài đặt được những cái gì các bạn nhé. Có làm mát và có thông hơi và làm mát này, nghĩa là không có sưởi các bạn. Đó, nhiệt độ thì các bạn sẽ cài đặt đây này. Đó, đây nó hiển thị độ F các bạn nhé. Hai vùng độc lập phía sau. Về home này, các bạn sẽ cài đặt được rèm này, đóng cửa sổ trời này. Đó, đây các bạn nhìn này, mình vừa kích vào cái là đóng luôn này. Nhưng mà mình muốn stop lại này, thì mình ấn vào đây cái là nó sẽ stop lại và nó lại mở ra luôn, rất là tiện dụng các bạn nhé. Đó là cái màn hình này. Nếu như các bạn không cần đến, không cần dùng đến ấy,
thì các bạn đặt nó vào đây, thả một cái là nó sẽ hút vào ngay, nó rất là tiện luôn. Nếu như các bạn không muốn cúi xuống và bấm 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 ấy, thì các bạn sẽ lấy nó ra và cầm trên tay. Sau khi điều chỉnh xong thì các bạn cất nó vào đây nhá. Đây, cái bề mặt này thì cũng được ốp gỗ vào này. Đó, các bạn nhìn nhìn đẹp nhỉ, tinh tế. Và cái cửa gió điều hòa này cũng được làm từ kim loại mạ chrome. Các bạn có thể cầm và xoay, xoay đẩy các hướng này. Đó, đẩy các hướng khác nhau. Đó là cái khoang sau của chiếc Bentley Bentayga phiên bản First Edition, với cái ngoại thất và nội thất màu cực kỳ yêu luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lên khoang trên và khám phá xem khoang trên của em đó có những cái gì khác biệt không các bạn nhé. Và nó đặc biệt như thế nào mà có giá bán lên đến gần 20.000 đồng, khoảng hơn 18 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Bây giờ thì mình đã có mặt bên trong khoang cabin của chiếc Bentley Bentayga này các bạn nhé. Đó, hạ kính xuống một chút để cho nó lấy ánh sáng. Họ nhìn đẹp không? Thì khoang cabin phải nói là nó thiết kế cực kỳ ấn tượng luôn. Nếu các bạn nhớ cái logo của chiếc Bentley này là hình cánh chim nhá, thì các bạn thể quan sát này, khoang cabin này nó cũng được thiết kế lan tỏa sang hai bên này. Đó, như hình cánh chim, biểu tượng của logo luôn. Đó, các bạn nhìn thấy hai cái đường này không? Hai cái đường nhô lên này, và cái đường này uốn lượn từ cái vị vào cái vị trí trung tâm. Và tâm điểm ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình. Đó, một cái màn hình dạng cảm ứng, các bạn có thể điều chỉnh được rất nhiều thứ ở đây, camera 360 độ này. Về home cho các bạn xem này. Đây. Đó, các bạn có thể vào được radio này, media này, navigator, phone, message này, car này. Car này các bạn sẽ cài đặt được gì này. Đó, vehicle status, driving assist. Nói chung là cài đặt được rất nhiều thứ trên cái màn hình này các bạn nhé. Các bạn có thể vào cài đặt seat này, nó giống như cái màn hình phía sau ấy. Các bạn có thể cài đặt được rất nhiều thứ. Đó, vào media thôi, bỏ qua mấy cái này thôi. Những cái này thì nó quá quen thuộc trên những mẫu xe sang ngày nay rồi. Phía dưới thì chúng ta có cụm điều chỉnh nhiệt độ và lượng gió các thứ này. Đó, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập ở phía trước này. Như vậy là chiếc này có 4 vùng các bạn nhá, nó hiển thị độ F và cái số ấy nó hiển thị bên trong cái chính giữa của cái núm xoay này luôn. Ở phía giữa này thì chúng ta có thể điều chỉnh được lượng gió này, lấy gió trong, lấy gió ngoài này, làm mát này, sấy này, sưởi này, các hướng gió khác nhau. Nói chung là cái này thì nó quá quen thuộc rồi. Và mình chú ý nhất là cái nền này các bạn này, cái nền cũng được ốp gỗ, gỗ sáng, nhìn đẹp cực kỳ luôn. Với những chiếc Bentley thì cái đồng hồ này nó quá quen thuộc này các bạn nhìn. Đó, cái đồng hồ kim xuất hiện tại chính giữa đây, bên trong có logo của Bentley. Nó là một cái chi tiết rất quen thuộc của Bentley rồi các bạn nhé. Đó. Và hai bên thì nó có hai cái cửa gió điều hòa, nó cũng thiết kế mô phỏng cái cánh chim luôn, nhìn đẹp cực kỳ các bạn ạ. Phía dưới này, cụm điều khiển trung tâm, chúng ta sẽ có bề mặt ốp gỗ này, vẫn là cái gỗ quen thuộc thôi. Nút khởi động Start Top Engine đặt chính giữa đây luôn các bạn nhé. Cái nút khởi động Start Top ở đây này, đó, nó đặt chính giữa đây. Và xung quanh các bạn sẽ thấy có các chế độ lái này, chế độ lái Sport này, Comfort này, Custom này, và có cái gọi là idling stop như trên xe máy đó các bạn. Các bạn đây là cái công nghệ dừng tạm thời, dừng động cơ tạm thời. Các bạn dừng đâu đó, dừng đèn đỏ ấy, thì nó sẽ ngắt động cơ, và khi các bạn đạp ga một cái thì nó sẽ nổ lại và sẽ hoạt động bình thường. Nó tiết kiệm nhiên liệu và tránh ô nhiễm môi trường. Ở đây thì chúng ta có tắt chống trơn trượt này. Phía dưới này thì chúng ta có đế sạc điện thoại không dây. Đó, đế sạc điện thoại không dây và cũng chuẩn QI luôn. Và cũng chuẩn QI luôn các bạn nhé. Hai khay để cốc xuất hiện ở đây. Cần số quen thuộc của Bentley, với cái đỉnh có logo Bentley này. Thiết kế cái cần số của Bentley thiết kế thì phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Nhìn đã thấy sự sang trọng và đẳng cấp rồi. Ở xung quanh thì chúng ta cũng có các phím bấm quen thuộc thôi. Có phanh tay điện tử này, auto hold này, đèn hazard nằm ở đây này. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có, rồi, vậy thì tay. À đây, các bạn sẽ nhấc ở phía dưới này. Có một cái ngăn để đồ phía dưới, hai cổng sạc dạng Type C, một cổng sạc dạng tẩu thuốc. Bề mặt hai bên thì bọc nhung, phía dưới thì là cao su mềm. Đó, các bạn không dùng đến ấy, thì các bạn sẽ thả nó xuống và sẽ có một cái bệ thì tay rất là đẹp ở đây. Đây là cái chìa khóa này. Đây, mình mở cho các bạn xem chìa khóa của Bentley thì nó thiết kế đỉnh của đỉnh luôn. Các bạn nhìn đâu, quả chìa khóa này, ối giời ơi luôn. Ở trên này thì nó cũng có các cái phím bấm rất là quen thuộc thôi, unlock và lock cửa này, cũng như mở cốp từ chìa khóa này các bạn nhé. Và các bạn thiết kế nhìn này. Các bạn nhìn này, thiết kế đẹp, logo Bentley này. Rồi, để cất lại cho nó mới các bạn ạ. Chờ chủ nhân chính thức của chiếc xe đến bóc ra và sử dụng các bạn nhé. Đó, cất đi. Ở vị trí này thì đây, mình sẽ mượn camera, mình mượn chiếc điện thoại này. Ngay vị trí trước mặt mình là chiếc vô lăng tròn vo rất quen thuộc của Bentley rồi, được bọc da các bạn nhé.
cầm cái vô lăng này mà lái thì nó gọi là đỉnh 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 của đỉnh luôn ấy, thiết kế đẹp cực kỳ luôn. Phía sau vô lăng chúng ta sẽ có cái cụm màn hình điện tử, thiết kế cũng phải gọi là đỉnh cao của thiết kế đấy các bạn ạ. Các bạn có thể điều chỉnh được nhiều kiểu hiển thị khác nhau ở cái màn hình này các bạn nhé. Đó, đây mình giảm cái lượng sáng một chút cho các bạn quan sát nó dễ hơn này. Đó, hai bên, bên này là tốc độ này, bên này là vòng tua này. Chiếc này thì hơi tiếc không có HUD hiển thị trên kính lái. Ui hồi các bạn nhìn thấy phía trước mình có những xe gì không? Toàn hàng khủng luôn. Quay lại chiếc vô lăng này thì cũng có lấy chuyển số thể thao các bạn nhé. Và các bạn có thể cài đặt được rất nhiều thứ ở trên này. Mỗi bên nó sẽ có mấy con lăn để các bạn điều chỉnh này. Đó, con lăn cho các bạn điều chỉnh này. Không biết là view, cái này là view cái gì? À, ấn cái view này nó sẽ thay đổi cái kiểu hiển thị ở phía sau các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn không? Nói chung là đây, toàn bộ không gian khoang cabin của chiếc Bentley Bentayga với ngoại thất màu trắng sữa và nội thất bên trong màu da bò kết hợp với ốp gỗ cực đẹp luôn các bạn ạ. Chiếc này thì dùng động cơ V8 4.0 lít 542 mã lực và 770 Nm các bạn nhé. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Bentley Bentayga đỉnh của đỉnh này. Còn bây giờ thì xin phép mình off cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.